giọng hát thì cao vút, cao hơn hẳn chiều cao của anh rất nhiều. Quý vị giới thiệu dịch anh là tiếng nam ca sĩ Trọng Tấn. Xin được cảm ơn anh bạn có một phần giới thiệu và tôi xin lần trước. Có lẽ là với Trọng Tấn thì quý vị đã rất là quen thuộc rồi. Hôm nay cũng là thật sự là bất ngờ vì anh Thanh Bạch đã phát hiện ra một điều đặc biệt. Xin được gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị và chúc tất cả quý vị sức khỏe, an khang thịnh vượng. Bài hát có tựa đề Khát Vọng và xin được gửi tất cả quý vị cho nghe. Xin được
cũng rất là vui và cũng chắc là sẽ tự hào hơn với những người có chiều cao tương đối như em mình, đúng không? Chúc anh sẽ làm được nhiều điều cao hơn với những gì mà mình có và xin cảm ơn anh. Và trong khi hôm nay thì các khúc ngay sau đây cũng muốn gửi đến tất cả quý vị một bài hát rất rộn ràng của nhạc sĩ Cao Cảnh Bách để chúc mừng cho tất cả chúng ta. Một sáng tác có tựa đề Cung Đàn Mùa Xuân. Xin được mời tất cả quý vị cùng nghe.